Dù cho nhân thế lối tôi chan chê chìm trong bến mê, hoặc khi nhân thế nói lời phạm thượng, Thiên Chúa tình thương cũng được rộng lượng thương tha. Thiên Chúa là Cha thứ tha. Nhưng khi người ta phạm đến thánh thần sẽ chẳng được tha, vì đã cố tình từ chối quyền linh do Chúa thánh thần đã đổ tràn muôn thánh ơn. Dù cho khi đó Chúa thương phàm trần chào ban thánh ân, mà quân gian khảo Chúa đang dựa vào uy thế quỷ vương, ấy lòng dạ phương gian ngoan. Xin Chúa là Cha. Xưa nay người ta chẳng giữ được nhà nếu nổi bồ tát, thời gian sẽ tàn người muốn bình an trong phúc nước trời, hãy tìm về nguồn thánh ơn. Tông xa ngã Chúa tha tội vạ, quỷ ma cũng thua, cùng reo vui múa hát ca cảm tạ, yêu kính tình Cha vô ngàn đời hằng thương tha. Thiên Chúa là Cha thứ tha. Đi trong ngày mai nào có lo ngại mối thù hậu lai, quỷ ma sẽ bại dòng dõi người nữ, chiến thắng khai hoan sẽ hợp đoàn về nước Cha. Đi trong ngày mai nào có lo ngại mối thù hậu lai, quỷ ma sẽ bại dòng dõi người nữ, chiến thắng khai hoan sẽ hợp đoàn về tội khiến, dù ai
vì Chúa mãi mãi trước sau luôn giàu lòng nhân ái. Lại vì Chúa vẫn mãi quang đại ban tràn ơn cứu độ. Chờ mong nơi Chúa con trong Chúa xanh hơn lòng bao quân lính, ngóng trong bình minh nhiều đêm đứng canh trời xa. Bởi vì Chúa mãi mãi trước sau luôn giàu lòng nhân ái. Lại vì Chúa vẫn mãi quang đại ban tràn ơn cứu độ. Cậy trong Thiên Chúa ích riêng dân riêng từ xưa, vì nơi Thiên Chúa có muôn ân thiêng trao ban. Cậy trong Thiên Chúa giải thoát hết mọi tội khiêng. Bởi vì Chúa mãi mãi trước sau luôn giàu lòng nhân ái. Lại vì Chúa vẫn mãi quang đại